Quý vị, xin chào tất cả các bạn. Vậy là chúng ta đã gặp nhau rồi trong một dịp rất là đặc biệt của Hoàng Thùy Linh. Đó chính là một ít phút nữa thôi thì chúng mình sẽ được xem music video gieo quẻ MV mới nhất của Hoàng Thùy Linh mở đầu chuỗi era cho những sản phẩm tiếp theo của năm 2022. Linh rất là vui và phấn khích xen vào đó là một cảm giác rất là hồi hộp nữa. Mặc dù là mình đã đi hát rất nhiều sân khấu rồi nhưng không hiểu sao mỗi một lần ra sản phẩm mới thì lúc nào Linh cũng có cảm giác như đây chính là lần đầu tiên mà các bạn sẽ nhìn thấy Hoàng Thùy Linh ở trong một sản phẩm âm nhạc. Không biết là các bạn có khỏe không ạ? Và trong hành trình 2 năm vừa qua thì các bạn đã sống như thế nào? Các bạn có những tâm sự gì? Có cần phải chia sẻ những điều gì trong cuộc sống? Hãy cho Linh biết nhé! Linh cũng như các bạn thôi. Cuộc sống của Linh ít nhiều tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là quãng thời gian nửa năm vừa rồi, Linh sống trong một căn nhà không có được ra ngoài. Và ở nhà thì cắm hoa và tâm sự với các bé mèo. Và sẽ có rất nhiều những cái hoạt động khiến cho Linh quay trở lại với chính bản thân mình để chiêm nghiệm chính những điều đã diễn ra trong cuộc đời mình. Và nó cho Linh một quãng thời gian được sống chậm lại hơn. Sau những tất bật của 2019, sau những tất bật của album Hoàng thì ngày hôm nay Linh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, với một tinh thần tích cực và một năng lượng tràn đầy để đến gặp tất cả các bạn, những quý vị khán giả yêu âm nhạc của Linh cũng như là những quý vị khán giả đang chờ đón những sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh. Thì Linh muốn gửi tới các bạn một câu rằng là Linh đã sẵn sàng rồi. Hôm vừa rồi thì Linh có đăng một cái status ở trên page của mình và muốn hỏi về suy nghĩ cũng như là cảm nghĩ của các bạn, và mong rằng là các bạn sẽ đặt những câu hỏi cho Linh.
những thắc mắc của các bạn với Linh. Có lẽ là Linh cũng có rất ít những khoảng thời gian để gần các bạn như bây giờ, thì Linh cũng đã nhận được rất rất nhiều những câu hỏi và những phản hồi vô cùng đáng yêu từ tất cả các bạn khán giả. Linh thì đã sẵn sàng để trả lời tất cả mọi câu hỏi của quý vị khán giả ngay bây giờ đây. Đây là chiếc hộp hồng có chứa đựng tất cả mọi câu hỏi mà Linh đã tổng hợp lại. Có rất nhiều những câu hỏi trùng lặp thì Linh cũng sẽ lựa ra những câu hỏi mà tiêu biểu nhất để ngày hôm nay sẽ giải đáp từng câu hỏi một. Câu hỏi đầu tiên: em sắp bước vào kỳ thi học sinh giỏi, mong rằng sẽ nhận được lời khuyên từ chị Linh ạ. Khi mà nhận được câu hỏi này thì Linh sẽ nghĩ lại ngay tới cái thời mà mình còn đi học này. Những cái ngày tháng mà mình sẽ dậy từ 5-6 giờ sáng vào lớp, chiều lại đi học thêm và tối lại đi học múa. Còn ngày thứ bảy chủ nhật thì đương nhiên sẽ phải đi học đàn rồi. Cho nên Linh hiểu rằng khi mà em sắp bước vào kỳ thi mà lại là kỳ thi học sinh giỏi nữa, Linh chỉ nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta bước vào một cái hành trình quan trọng, bởi vì thi học sinh giỏi có nghĩa là em đã là một học sinh rất là chăm chỉ rồi, là một học sinh rất là nỗ lực trong cái hành trình học tập của mình, trong cái quá trình học tập của mình rồi. Chính vì thế nên Linh cần nhất rằng là trước khi mà mình bước vào một kỳ thi quan trọng thì mình nên dành một quãng thời gian ngắn để mình nghỉ ngơi và mình xả hơi, để chúng mình tĩnh lặng lại, để chúng mình tổng hợp lại tất cả những cái điều mà chúng mình đã được học, những cái điều mà chúng mình đã được tích lũy. Và cái thời gian tổng hợp đấy nó sẽ khiến cho cái ngày thi của em trở nên bùng nổ hơn, bởi vì em đã nghỉ ngơi đủ để em bước vào một trận chiến thật là quyết liệt. Và mong rằng là em sẽ luôn may mắn, tự tin, bình tĩnh và có một cái năng lượng tích cực để mà hoàn thành thật tốt bài thi. Đó là điều mà Linh muốn gửi đến em nhé. Thế này là Linh sẽ lựa chọn một cách random thôi, cho nên những câu hỏi có thể là sẽ không hẳn là câu chuyện của Linh hay âm nhạc của Linh hay cuộc sống của Linh. Và Linh cũng muốn là lựa ra những câu hỏi mà nó là những cái khúc mắc, là những cái khó khăn hay là những cái điều mà các bạn khán giả đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Và Linh mong muốn rằng là mình ít nhất thì cũng có thể góp được một chút cái sức nhỏ của mình để mang đến một cái điều gì đó mà tích cực, hay là chỉ cần một câu nói gì đó mà có thể khiến cho các bạn sẽ nhìn ra một hướng đi mới hơn. Thì đấy chính là lý do vì sao mà Linh đã để những câu hỏi này một cách rất là random. Câu hỏi tiếp theo: hãy kể tên và giải thích một lời phê bình và một lời khen từ gia đình mà bạn đã mang theo đến bây giờ. Trời ơi, để Linh nhớ lại đã. Đúng là như thế này, nhiều khi thì những cái lời chỉ trích hay là những cái lời phê bình, nếu mình nhìn theo một cái hướng rằng là mình sẽ soi xét lại bản thân mình trước, thì Linh nghĩ rằng là những cái lời đó nó đối với Linh nó trở thành lời khuyên, chứ nó không hẳn một cái sự chỉ trích hay phê bình. Trừ khi nó trở thành những cái câu nói mà nó quá đáng, thì đó là một cái điều mà phạm trù ngày hôm nay chúng mình sẽ không bàn đến, thì mình sẽ không có phải để tâm nhiều. Nhưng như những cái câu nói hay những lời khuyên chân thành từ những người bạn thân, hay là những cái lời góp ý thực sự là sâu sắc từ gia đình, đúng không nào? Lời phê bình nhiều nhất đó chính là Linh dậy trễ lắm. Một buổi sáng thì Linh thường bắt đầu rất là trễ, bởi vì là trong suốt một đêm thì mình thường rằng là mình sẽ nghiên cứu âm nhạc hay mình sẽ xem phim. Linh có những cái khoảnh khắc mà mình chăn trở về một cái sản phẩm gì đó hay một cái điều gì đó mà Linh yêu thích. Không chỉ là sau này Linh làm nghệ thuật mới vậy, mà ngay từ hồi nhỏ cũng thế. Có những cái gì mà mình chăn trở thì nó khiến cho mình không ngủ được, và mình cứ suy nghĩ mãi để mà mình tìm bằng được ra câu trả lời. Thì đấy là lý do vì sao mà gia đình thì không có biết nhiều rằng là tại sao mà con cứ hay dậy trễ như thế. Chỉ vì đơn giản là Linh dành quá nhiều thời gian và bộ não của Linh chạy quá nhiều cho những cái suy nghĩ chăn trở để tìm ra được câu hỏi từ những cái lời khuyên từ gia đình, cho nên là Linh đã chỉnh lại cái múi giờ của mình. Cho nên bây giờ Linh ngủ sớm và thức dậy sớm hơn, và dần dần thì bố mẹ lại không còn phải nhắc nhở về điều đó nữa. Còn một lời khen từ gia đình mà bạn đã mang theo đến bây giờ, nói đến lời khen thì cũng không phải, là giống như một lời khích lệ động viên của gia đình dành cho Linh thôi. Ví dụ như là bản thân mình ấy, có rất nhiều lúc mà có những cái mà mình muốn chia sẻ cả niềm vui hay cả nỗi buồn. Tuy nhiên là có những cái lúc mà mình chia sẻ nỗi buồn thì dễ hơn, bởi vì khi mình chia sẻ nỗi buồn ấy thì thường rằng là sẽ có người đồng cảm, sẽ có người chia sẻ, và họ sẽ cảm thấy rằng là muốn kéo mình vui vẻ và tích cực lên, là sẽ đưa ra những lời khuyên. Nhưng mà khi mà mình có những cái niềm vui hay những cái thành tích mình đạt được, không phải lúc nào mình cũng có thể chia sẻ được, bởi vì nó vô hình chung đối với Linh thì sẽ có cái cảm giác là có thể là không biết là
họ có đang nghĩ là Linh đang khoe khoang hay là Linh đang tự kiêu tự đại hay là Linh đang gì đó, thì những cái lời mà Linh dành để cổ vũ động viên cho bản thân mình, Linh thường dành với gia đình của mình. Bởi vì là bố mẹ đã chứng kiến suốt một hành trình dài, cả những khó khăn, cả những suy nghĩ, cả những trăn trở, cũng như là cả những cái mà tầm nhìn hay là những cái tham vọng ước mơ của mình, thì bố mẹ hiểu rằng mình đã đi được đến đâu, và bố mẹ sẽ dành những lời động viên khích lệ cho mình rất là nhiều khi mà mình đạt được một cái điều gì đấy. Nó cũng giống như một cái cây, các bạn biết rồi, câu chuyện này thì ai cũng biết hầu như là vậy, là khi mà mình tưới và chăm sóc và nói những lời hay ý đẹp thì rõ ràng cái cây đó sẽ xanh tươi hơn, đúng không nào? Đối với Linh thì gia đình cũng sẽ dành lời khen và sự phê bình một cách công bằng và ngang nhau để cho Linh vừa có thể hoàn thiện bản thân và vừa đủ tích cực, đủ cái tự tin để mà khám phá, để mà dám làm, dám thử thách những cái điều mới. Cảm ơn em về câu hỏi này nhé. Ngoài những câu hỏi mà Linh đã nhận được ở trong cái status mà Linh đã kêu gọi lần trước ấy, thì Linh nghĩ rằng là bây giờ thì Linh sẽ đọc cả những câu hỏi, Linh sẽ trả lời các bạn cả những câu hỏi mà hiện tại bây giờ trong livestream này các bạn sẽ đặt nữa. Cho nên là bây giờ các bạn hãy vào và đặt câu hỏi cho Linh nhé. Bây giờ thì là câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Nguyên. Sao chị không livestream tâm sự đi chị? Đây, chị đang livestream đây. Thực ra thì không phải là Linh không muốn livestream, mà thường rằng là những ai theo dõi Linh thì cũng biết rằng là Linh cũng ít khi xuất hiện trên mạng xã hội nhiều. Và nó không phải vì Linh không muốn, mà cứ mỗi một lần đi đâu là mình sẽ tận hưởng cái cảm giác đấy và mình quên mất rằng là mình sẽ phải chụp hình hay là mình sẽ muốn đăng lên những mạng xã hội hay Linh thường như vậy. Cho nên là đến khi về đến nhà thì chẳng có một cái hình nào đủ đẹp để đăng lên cả. Nếu các bạn muốn thì sau này Linh sẽ tích cực hơn, và có thể là cả những cái hình rất là đơn giản thôi Linh cũng sẽ post lên mạng xã hội để chia sẻ cùng các bạn cả những niềm vui của Linh mỗi ngày nhá. Bởi vì suy cho cùng thì các hoạt động của Linh thì rất là nhiều, nhưng mà rõ ràng thì đây cũng là một cái điều mà chị sẽ phải rút kinh nghiệm. Bởi vì là cuộc sống của chị cũng rất là thú vị theo cách riêng của chị. Biết đâu nào đấy khi mà mình chia sẻ những cái điều rất riêng và rất là thú vị theo cách của mình thì sẽ có rất nhiều người sẽ cảm thấy tác động tích cực lên họ. Thì chị nghĩ là trong thời gian tới có lẽ chị sẽ suy nghĩ về việc này và chị sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa. Và livestream thì chắc chắn là trong 2022 này, em yên tâm, chị sẽ livestream và gặp mọi người rất nhiều. Tiếp nha. Tiếp nè. Bạn nữa, bạn Nhi, làm sao để có một ngày nhiều năng lượng vậy ạ? Thực ra đây là một vấn đề mà Linh nghĩ rằng là không phải lúc nào mình cũng có thể nhiều năng lượng được đâu. Nó cũng tùy vào tâm trạng, tùy vào rất nhiều những thứ khách quan và tùy vào rất nhiều những cái vấn đề của mình gặp mỗi ngày. Nhưng mà để có một cái nguồn năng lượng tích cực thì Linh nghĩ rằng là Linh có những cái cuốn sách ở ngay đầu giường. Mỗi một lần cảm giác tiêu cực đến là Linh sẽ mở ra và Linh đọc ngay, và đó là những cuốn sách rất đơn giản thôi. Những cuốn sách nói về những trạng thái mình có thể biến những cái điều phức tạp nhất trở nên đơn giản nhất. Và trong cuộc sống mỗi người chỉ sống một lần thôi. Chính vì thế nên là cuối cùng thì có việc gì phải quan trọng quá nó đâu, đúng không ạ? Thì mình cứ tận hưởng những cuộc sống và những điều đang diễn ra, và những cái ước mơ của mình vẫn thực hiện, nhưng mà mình muốn vừa phải, mình cảm thấy biết đủ và mình cảm thấy tận hưởng ngay cái hiện tại thì vượt qua khó khăn về tâm lý thì Linh nghĩ sẽ dễ dàng hơn. Riêng đối với Linh thì không phải lúc nào Linh cũng có tràn đầy những năng lượng tích cực như là các bạn thấy, nhưng mà Linh rất là hướng đến điều đó. Ví dụ trong âm nhạc của Linh thì thường là Linh sẽ thích những cái câu chuyện nó sẽ có giải pháp. Linh sẽ không đưa âm nhạc của mình vào bế tắc hay những cái nỗi buồn mà mình không có một lối ra. Thì Linh nghĩ rằng đó cũng là cái điều mà mình muốn hướng đến, những cái có lối thoát cho những người khán giả nghe nhạc của mình. Dù có nỗi buồn gì hay dù có điều gì trong cuộc sống xảy ra, thì khi mà mình đối mặt rồi, khi mà mình quyết tâm giải quyết nó rồi, Linh nghĩ mình sẽ tìm ra được một giải pháp tốt nhất. Thì năng lượng tích cực còn có một điều nữa là Linh sẽ luôn ở cạnh những người mà tràn đầy niềm vui, và họ sẽ luôn mang lại tiếng cười cho mình, và bản thân mình cũng vậy. Cho nên là cái nhóm bạn của Linh thường sẽ không nói nhiều đến những điều tiêu cực, hoặc là nếu có nói những điều tiêu cực thì mình sẽ nhìn theo một cái góc khách quan hơn. Mình sẽ dành thời gian để mà chăm sóc bản thân mình hơn, mình sẽ đẹp hơn mỗi ngày, hay trang trí nhà cửa, hay là chăm sóc da, chăm sóc tóc, rồi mình sẽ làm những cái điều mà nó quay về với bản thân mình hơn, và mình sẽ thấy yêu bản thân mình hơn. Lúc đó thì mình đã biết yêu thương bản thân mình rồi, thì mình sẽ tránh tất cả những cái điều tiêu cực tác động đến tâm hồn của mình hơn, và mong rằng là bạn sẽ tìm được giải pháp. Và Linh nghĩ rằng một cái giải pháp nữa đấy chính là nghe nhạc của Linh. Tiếp nghe.
câu hỏi của Nguyễn Quốc An. Ước chị Linh làm bài hát mà liên quan mấy câu tục ngữ kiểu không thầy đố mày làm nên để đá xoáy người yêu cũ. Đối với chị thì chị nghĩ rằng là với người yêu cũ thì mình cứ ngày càng đẹp, càng giàu, càng giỏi, càng thành công, rực rỡ thì chị nghĩ đấy là ok nhất. Còn chị sẽ giữ lại cái ý nghĩ này của em một ngày nào đấy, hoặc biết đâu là trong 2022 em sẽ có một bài hát để gửi tặng bạn người yêu cũ của mình. Một bài hát của Hoàng Thùy Linh. Ok nghe. Hãy kể tên và giải thích một khuyết điểm mà chị mong muốn được người khác đối đãi thật nhẹ nhàng. Cái này hơi vô lý một tí nhưng mà nó cũng đúng là cái mong ước của chị. Đấy chính là cũng có đôi lúc mà chị không giữ được bình tĩnh hoặc là chị sẽ rất là nóng tính. Sau này thì chị thường có một giải pháp là mình sẽ đếm vài giây, hoặc là mình nhận được một thông tin nào đó mình sẽ ngồi im một chỗ, sau đấy mình mới quyết định và mình mới trả lời, thì nó sẽ sửa được cái tính cách đó của mình, và chị cũng đã sửa được tương đối đấy. Nhưng mà đúng là đó là một cái khuyết điểm, và thường rằng là chị rất tìm hiểu về những khuyết điểm của bản thân, bởi vì đôi khi nghe người khác khen hay gì đó thì mình biết là vậy, nhưng mà khi mà họ nói về khuyết điểm của mình ấy, thì có một cái điều vô cùng đặc biệt rằng là nếu mình sửa được khuyết điểm đó thì có phải là mình đã hoàn hảo hơn rồi không, đúng không nào? Chính vì thế nên là cái khuyết điểm mà cần được bao dung của chị đối với những người đặc biệt là rất là thân, hoặc là những người mà đồng đội của mình, đấy chính là chị rất là nóng tính, và chị cần được bao dung, cần được bao dung. Tiếp. Bài mới của chúng em đâu? Trời ơi! Trong cái comment ở trên cái câu hỏi của chị ở trên page ấy, chị phải... Ôi, vô số không đếm được tất cả những câu hỏi rằng là bài mới của tụi em đâu? Bao giờ có bài mới của chị? Yeah, chắc chắn là bài mới hôm nay chị ở đây để mang đến cho những người yêu nhạc của chị bài mới. Bài mới rất nhiều luôn nhá, mà bài mới nhiều là phải nghe nhá. Chị thấy vui vẻ với công việc của mình không? Chắc chắn rồi, mọi thứ xung quanh chị nó đều liên quan đến công việc của chị. Đó là một may mắn, đấy là một may mắn của chị, bởi vì là nó cũng chính là cái mà chị giải stress, nó cũng chính là cái mà thú vui của chị, đam mê của chị, sở thích của chị. May mắn nó lại chính là những gì mà chị đang làm. Hãy kể tên và giải thích một điều trong quá khứ mà bạn chưa thể làm lành với nó. Khi nghĩ đến dù không còn tức giận nhưng vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Thực ra chị chưa kịp làm lành cái gì hay là hòa bình với nó, có khi chị đã quên mất rồi. Tại vì trí nhớ của chị rất là giống một chú cá vàng ấy, chỉ cần ăn 7 giây sau có thể ăn tiếp. Cho nên là chị không có nghĩ gì nhiều đến, đặc biệt là những điều tiêu cực. Thì đấy cũng có thể là một cái trời cho chị, thì đó cũng là một cái may mắn của chị. Cho nên là không có cái gì tức giận mà chị không thể chấp nhận nó được cả, bởi vì 7 giây sau chị đã quên mất rồi. Tiếp. Bao giờ chị ra sản phẩm mới? Dự định cho tương lai. Các bạn cũng biết rằng cái việc khó nhất đối với nhiều người là giữ bí mật. Nhưng mà đấy là cái điều mà dễ nhất đối với chị. Cũng có thể là bởi vì là chị muốn là chị làm mọi thứ tốt nhất, hoàn chỉnh nhất, hoàn thiện nhất. Thì lúc đấy thì chị sẽ nói rất nhiều, nói rất nhiều, nói rất nhiều về những cái điều mà chị đã làm khi mà chị mất tích. Đây là câu hỏi cuối cùng trong những câu hỏi mà chị đã lấy ra. Bạn có cảm thấy mình đang nợ bản thân điều gì không? Nếu có thì đó là điều gì? Và khi nào bạn sẽ trả nợ? Cũng có lúc Linh đang cảm thấy nợ bản thân mình cái không gian để mà mình thực sự thư giãn. Mình cần cái thời gian không gian dành cho gia đình và bạn bè nhiều hơn nữa. Đây cũng là cái ước muốn của Linh. Linh sẽ cân bằng hơn trong cuộc sống để dành quỹ thời gian nhiều hơn cho bản thân, nhưng mà vẫn có những cái không gian để ngồi đây nói chuyện với các bạn, chia sẻ, bởi vì cái điều này cũng là dành cho chính bản thân Linh. Bởi vì khi mà Linh có được những năng lượng từ các bạn, khi mà Linh truyền lại những cái tín hiệu tích cực nữa thì tất cả mọi người và tất cả những không gian sống xung quanh Linh nó sẽ trở nên đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn, và nó chính là những cái khoảnh khắc mà sau này mình nghĩ lại mình sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng. Thì chính vì thế đây là điều mà Linh nợ bản thân và nợ khán giả, rằng đó chính là cái khoảng cách mà của một người nghệ sĩ với một người khán giả hiện tại. Và Linh nghĩ rằng là cái khoảng cách đấy Linh mong muốn sẽ được thu hẹp dần, để chúng mình sẽ gần nhau hơn, hiểu được tâm tư của nhau hơn. Bởi vì khi hiểu các bạn thì rõ ràng là nhạc của Linh hay những cái mà Linh dành cho các bạn nó sẽ đúng hơn, nó sẽ ý nghĩa hơn, và nó sẽ đi sâu vào trong cuộc sống của cả Linh, cả của các bạn hơn. Và đó là điều mà Linh luôn mong muốn. Bây giờ thì sẽ là những câu hỏi tiếp theo mà lúc nãy có rất nhiều các bạn đặt trực tiếp ở trên livestream cho Linh, và Linh sẽ trả lời. Bây giờ sẽ có một bạn đọc cho Linh những câu hỏi đó nhá. Alo,
nhìn lại chặng đường đã qua, chỉ nghĩ gì về những dấu mốc, những bước ngoặt đã mở ra từng chân ngồi trên cuộc đời mình. Nếu mà nói về nhìn về chặng đường đã qua thì đúng là Linh mỗi ngày, mỗi một khoảnh khắc hay là mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ thường đặt tay lên trán để mà nghĩ về tất cả những cái điều mà mình đã trải qua, thì tất cả những điều mà đọng lại trong Linh đấy là những cảm giác mà có thể Linh cũng đã nói rất nhiều rồi, là những cảm giác về biết ơn, về sự may mắn, về những người mà đã ở bên Linh trong suốt một hành trình dài, hay kể cả những người mà sắp tới sẽ ở bên Linh nữa. Thì Linh nghĩ rằng là đó là những điều mà đọng lại cuối cùng trong tất cả những cái suy nghĩ trong một hành trình dài của Linh từ trước đến giờ. Nếu xem cuộc đời mình như một hành trình, chị cảm thấy hiện nay mình đang ở chặng nào của hành trình này? Linh luôn nghĩ rằng là Linh luôn ở thời điểm bắt đầu. Linh không hiểu vì sao Linh lại có cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà lúc nào Linh cũng có cảm giác như đây là thời điểm bắt đầu của mình. Mình làm một việc lặp lại rất nhiều lần, nhưng mà mình vẫn cẩn thận và chi tiết với những việc mà mình đã làm lại hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Thì đó chính là cách làm việc của Linh. Và chính vì điều đấy cho nên lần nào Linh ra mắt một sản phẩm mới, hay lần nào mà Linh chuẩn bị có một dự án mới, nó vẫn cứ hồi hộp như một lần đầu. Và Linh vẫn có cảm giác như là đây là lần đầu tiên mình sẽ ra mắt công chúng đấy, và mình phải làm sao, mình phải như thế nào, mình phải hoàn thiện như thế nào. Thì đấy là con người Linh. Một nghệ sĩ hay một người truyền cảm hứng mà chị yêu thích? Có lẽ là Linh sẽ không nói tên chính xác, nhưng mà Linh thường rằng là thực sự ngưỡng mộ rất nhiều người ở những ngành khác. Ví dụ như là những nhân vật chính trị, hay là những nhân vật mà hay là những doanh nghiệp. Linh nghĩ rằng cái quá trình mà họ có thể biến một cái điều gì đó trở nên tốt đẹp hơn, thì những người làm được điều đấy, Linh rất là ngưỡng mộ họ. Công thức để có một cuộc sống suy nghĩ tích cực chị? Công thức để có một cuộc sống tích cực, thực ra như Linh cũng chia sẻ rồi, Linh thường là không ở cạnh những người tiêu cực. Hoặc là khi mà mình cảm thấy mình đủ mạnh, đủ cái năng lượng tích cực, và mình cảm thấy mình đầy đủ, mình đủ đầy, thì lúc đó Linh hoàn toàn có thể tiếp xúc với những cái tình huống tiêu cực, đơn giản hóa nó đi. Linh luôn luôn biến những thứ phức tạp thành đơn giản, những thứ đơn giản thành không có gì, và mọi thứ luôn luôn bình thường. Đấy là lúc mà Linh cảm thấy là mình tốt nhất. Thì Linh cũng nghĩ rằng đó là một cách riêng của Linh thôi, và cuộc sống của Linh trước giờ vẫn luôn như vậy. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về dự án âm nhạc sắp tới của mình và những cái bí mật của Hà Trương đồng ý? Dự án sắp tới thì như các bạn cũng biết rằng là lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại cái guồng quay công việc 6-7 giờ sáng, là make up rồi on set, và Linh vẫn phải đảm bảo tất cả những cái vấn đề về phòng chống dịch theo quy định của nhà nước. Nhưng mà chính vì điều đấy cho nên Linh cảm thấy rằng là nó vừa giống những gì mà mình từng làm, nhưng nó vừa mới. Bởi vì đây là một sẽ là một hành trình mới, đây sẽ là một new era mà mình sẽ làm tiếp theo sau album Hoàng, và đây sẽ là bước đầu tiên để khởi động năm 2022. Nó có rất nhiều những cảm xúc đan xen, và cái điều đó nó khiến cho Linh vừa phấn khích lại vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng mà vừa phải trấn an bản thân, bởi vì xung quanh là rất nhiều những người bạn, người đồng nghiệp, đồng đội của mình, với biết bao nhiêu người mà đứng đằng sau mình để tạo ra sản phẩm này. Và điều đó khiến cho Linh dâng trào cái sự gọi là trách nhiệm với một sản phẩm sắp tới sẽ dành cho quý vị khán giả, thì điều đấy khiến cho Linh rất là phấn khích. Và hai ngày làm việc đó diễn ra không biết mệt mỏi, khi mà mình đã trải qua một cái thời gian mà được nghỉ ngơi, tự nhìn lại một hành trình, thì Linh nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để mình có thể bước tiếp. Và đây không chỉ là công sức của một mình Linh chắc chắn rồi. Mọi người sẽ luôn nghe Linh nói về những người đồng đội của mình, sẽ luôn nghe từ trước đây, bây giờ và cho mãi về sau, về khán giả của mình, về những anh chị nhà báo, hay về những anh chị tìm mối, những người đã hướng dẫn Linh, đào tạo ra Linh, cho Linh một cái không gian để mà thỏa sức sáng tạo, mà hỗ trợ Linh và ủng hộ cho Linh, thì Linh mãi mãi biết ơn họ. Và cảm ơn cả tất cả những người khán giả mà họ đã theo dõi Linh cho đến bây giờ, họ vẫn đang ở đấy. Thì đấy là một cái sự trân trọng của Linh gửi tới họ. Và để vì trân trọng tất cả những cái điều mà đứng sau mình như vậy, thì Linh thôi thúc một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao để gửi tới quý vị khán giả những cái sản phẩm mà nó hội tụ tất cả mọi cái tâm huyết, mọi cái sáng tạo, cũng như là mọi cái nhìn nhận, mọi cái thế giới quan, những cái tư duy, tất cả mọi thứ ở trong Hoàng Thùy Linh để mà gửi tới quý vị khán giả. Thì đây là một cái dự án đầu tiên cho cái hành trình mới này. Ai trong chúng ta ngờ được rằng đến lúc cuộc sống trở nên xáo trộn một cách ngoài tầm kiểm soát như cách mà cả thế giới đang trải qua suốt 2 năm vừa rồi, không chỉ là những biến cố mất mát mà kéo theo sau là cả những hệ thống và sự thay đổi. Linh
Linh nghĩ là có rất nhiều những thói quen của chúng ta bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều. Nhiều thứ thì tưởng như bất biến, nhưng mà bây giờ thì đã không còn. Mà chỉ 2 năm thôi, quá ngắn để mọi thứ thay đổi nhưng lại quá dài cho những bất ổn ở bên trong lẫn bên ngoài của mỗi chúng ta. Linh cũng phải dừng lại và trải qua những khó khăn của chính mình trong công việc lẫn sức khỏe. Đồng thời cũng có rất nhiều thời gian hơn để lắng nghe và quan sát những ngóc ngách cuộc sống ở xung quanh mình, những người bạn xung quanh mình, môi trường làm việc của mình, rồi quan sát rất nhiều những người thân ở bên cạnh. Có rất nhiều điều mà Linh phải suy nghĩ. Thì qua đó Linh cảm thấy rất là ngưỡng mộ những người đã vượt qua được những khó khăn của chính họ, những khó khăn chung của cộng đồng để tạo nên những năng lượng rất tích cực cho xã hội, điều mà ai cũng cần phải có trong giai đoạn này. Và trong những cái cuộc chiến khó khăn nhất của nhân loại, sức mạnh và sự đoàn kết tập thể luôn là át chủ bài, sẽ đưa chúng ta đến những ca khúc hải hoàn. Và Linh cảm thấy mình được truyền cảm hứng học hỏi rất nhiều từ chính nơi mình sinh ra, chính đất nước mình và những con người Việt Nam. Từ những người tiên phong vì cộng đồng, rồi chuyện tình làng nghĩa xóm, cho đến những đồng nghiệp cùng làm nghề với Linh, và rất nhiều người ai cũng có thể làm nên những kỳ tích. Và điều đó đã thôi thúc Hoàng Thúy Linh muốn được tâm sự nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với khán giả của mình. Và thực sự là cái dự án này đã được ấp ủ để chia sẻ cho tất cả những quý vị khán giả, những người yêu âm nhạc của Linh, cho cộng đồng bằng âm nhạc của Linh, như một lời động viên và cảm ơn tất cả mọi điều. Và đó là lý do mà ca khúc Gieo Quẻ đã ra đời. Linh sẽ dừng lại một chút để nói về cái tục lệ gieo quẻ. Gieo quẻ cầu may, hái lộc đầu năm thì không chỉ là phong tục mà còn là một nét văn hóa mà đã ngàn đời nay của người Việt Nam. Và cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì chúng ta thường đến chùa, miếu hay đền thờ để xin lộc, xin quẻ, mong nhận được những tín hiệu tốt lành cho năm mới. Và Tống Cựu Nganh Tân có một khởi đầu suôn sẻ an lạc thì luôn là điều mà tất cả chúng ta mong muốn trong một năm mới, đúng không ạ? Và xin quẻ có thể không giúp chúng ta thay đổi được tương lai, nhưng đó là một hành động đem đến sự khởi lành, một cái sự tô đậm linh thiêng trong văn hóa tín ngưỡng dân gian, thể hiện niềm tin vào điều may của con người trước vạn sự. Là một người Việt Nam thì Linh luôn muốn kể, muốn làm và muốn dùng âm nhạc để lan tỏa những điều thân quen nhất của mình, những nét văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn khôn. Với ca khúc Gieo Quẻ, Linh mong mình có thể góp được một chút sức mạnh tinh thần cho cộng đồng trong dịp năm mới, như một lời động viên đến tâm hồn của mọi người, nhất là khi đất nước chúng ta đang từng bước giải quyết để ổn thỏa những khó khăn và hướng đến bình thường mới. Có một câu hát như thế này: tương lai là thứ không bao giờ lường trước được, đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông. Những khó khăn trong 2 năm qua thì Linh nghĩ giống như một đoạn đường đông đúc xe cộ, chúng ta bỗng dưng bị tắc lại vì một chiếc đèn đỏ. Và chiếc đèn đỏ này là một chiếc đèn đỏ vô cực mà chưa biết đến khi nào nó sẽ chuyển xanh. Nó sẽ khiến mọi người đều phải dừng lại, và không chỉ con người hay phương tiện giao thông mà sự vận hành của xã hội cũng bị ảnh hưởng khi ai cũng là một mắt xích trong cuộc sống của nhau. Sẽ có cảm giác hụt hẫng, hoang mang, đúng không ạ? Khi mọi thứ xáo trộn, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với những đổi thay đột ngột. Nhưng khi chúng ta sẽ đối mặt và chấp nhận thì chúng ta sẽ vượt qua nó nhanh hơn, vì con người chúng ta luôn cần được thấu hiểu và chia sẻ. Giống như nhân vật ở trong MV Gieo Quẻ lần này thì đã cùng nhau, cùng với những người ở bên cạnh mình, cùng với những người đã thân quen hay là những người mà chưa bao giờ biết mặt, cùng nhau chuyển chiếc đèn đỏ vô cực thành màu xanh sau 2 năm tắc đường. Thì những quỹ đạo mới đã được thiết lập và cuộc sống tiếp tục vận hành, và ai cũng tin vào một tương lai rực rỡ. Với Linh thì đoàn kết luôn mang đến sức mạnh to lớn, và sự chia sẻ giúp đỡ thì sẽ khiến cho chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Dù khó khăn đến mấy thì chỉ cần đồng lòng thì ta sẽ đối mặt và vượt qua dễ dàng hơn, đúng không ạ? Cái thông điệp tích cực đó cũng là điều mà Linh muốn thông qua Gieo Quẻ để gửi đến khán giả, gửi đến những người yêu âm nhạc, những người đã yêu mến và chờ đợi Linh suốt 2 năm vừa qua. Trong lời bài hát của Gieo Quẻ nó có những thông như thế này: cố gắng ngày hôm nay, không gì là khó hết, muốn thì phải làm mà dịch ám thì phải lùi, nhưng mà còn sức còn khỏe là còn mừng còn phải cười. Gieo quẻ không thể hình thành nếu không có những người đồng đội đã luôn ở bên yêu thương và tin vào những điều có thể gọi là điên rồ nhất của Hoàng Thúy Linh. Đó là những người bạn, người em ở trong công ty The Leader Entertainment đã luôn lắng nghe và chịu đựng tất cả những lúc mà Linh bất ổn nhất này, hay là kể cả khi mà Linh vui vẻ nhất, hay những lúc mà tranh luận gay gắt nhất để tạo ra những cái kết quả tốt nhất. Và đó chính là những người ở bên Linh, bố mẹ Linh,
anh chị, gia đình và những người bạn thân đã luôn yêu thương động viên Linh trong những ngày mà Linh cảm thấy có chút hụt hơi đến cạn sức. Và cảm ơn đạo diễn Nhu Đặng và Startling Production đã có một điểm rơi đầy duyên, đầy nợ với Linh qua sản phẩm Gieo Quẻ sau 2 năm. D.O.P. Minku là một người bạn, có thể nói là một người bạn rất là lâu năm của Linh rồi. Trang Công Minh, cậu bạn thân luôn phù phép để khiến cho Linh thật xinh đẹp trong những khung hình đầy chất nghệ. Không thể thiếu người bạn của Linh, một người anh, và chính là anh Hoàng Cu, cùng với sự nhạy bén sáng tạo đã luôn dành cho Linh. Và cảm ơn những nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Tăng Thành Công, Ngô Mạnh Đông Đông, Trần Quốc Dũng, Đắc Thắng, Linh Đoàn, Tuấn Trần, Nguyễn Tiến Chuyển với những bộ trang phục với Linh nó là quá đỉnh, và khiến chiếc MV đã hóa thành một show diễn thời trang rất gì mà này nọ. Cảm ơn các anh chị nhà báo, cảm ơn những đơn vị truyền thông đã yêu ái và yêu thương Hoàng Thùy Linh rất nhiều. Linh không giỏi để tạo lưu lượng hay khiến các anh chị hao tốn bút mực về cuộc sống cá nhân của mình, đúng là như vậy, nhưng mà vẫn luôn được các anh chị nhớ đến qua các sản phẩm âm nhạc, thì đó cũng là niềm tự hào rất lớn đối với một người nghệ sĩ và đối với những người ở trong ekip của Hoàng Thùy Linh. Một điều thật đặc biệt trong ấn phẩm lần này đó là một người bạn mới. Có một người em trai rất là tài giỏi và thông minh mà Linh mới gặp đây thôi, đó chính là Khắc Hưng. Và cảm ơn Hưng đã cùng Linh tạo nên một Gieo Quẻ thật đáng nhớ. Cảm ơn Sony Music Entertainment Việt Nam đã đồng hành, chiến đấu với Linh trong những sản phẩm đã ra mắt cũng như là những dự án sắp tới. Thực sự là Linh rất là hồi hộp bởi vì sự quay trở lại lần này nó bắt nguồn từ những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ, những cái sự rất là gần gũi của Linh với FC của mình, với những người khán giả, những người mà đã yêu âm nhạc của Linh suốt một hành trình vừa qua, những người yêu thương mình vô điều kiện, kiên nhẫn chờ đợi và tin vào những điều mà Linh sẽ làm. Và nếu không có mọi người thì chắc chắn sẽ không thể có Hoàng Thùy Linh của hôm nay. Cuối cùng sẽ là một lời cảm ơn dành cho một người bạn mới. Một người bạn mới mà lát nữa, ít phút đây thôi, khi các bạn rời khỏi livestream này và các bạn vào trên YouTube và chuẩn bị countdown music video Gieo Quẻ thì các bạn sẽ gặp người bạn đó. Một người bạn mà Linh sẽ mật mí sau khi mà MV kết thúc. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì tất cả. Và cảm ơn những người đã đang theo dõi livestream bây giờ cùng với Hoàng Thùy Linh, cùng một lời chúc đầu năm bình an và tươi sáng. Ngay bây giờ thì Linh cũng sẽ rời livestream này để vào YouTube và sẽ cùng countdown MV Gieo Quẻ. Hãy cùng xem MV này với Linh ngay bây giờ nhé. Bye bye.